Nghệ An sông núi hữu tình, sông Lam sông Cả như hình bóng em. Dòng sông nước chảy êm đềm, lời ru của mẹ làm mềm tim ai. Đồng kính chào quý cô chú anh chị, Đồng kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Hiện tại Đồng đang có mặt ở Nam Đàn, Nghệ An. Thì hôm nay Đồng muốn dẫn cả nhà cùng Đồng đi tìm cũng như viếng thăm ngôi mộ của người mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là bà Hoàng Thị Loan. Thì phía sau lưng Đồng đây là con đường đi lên khu mộ của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì bây giờ Đồng với cả nhà sẽ leo lên một ngọn núi rất là cao, và ngôi mộ đặc biệt nằm trên một đỉnh núi. Bây giờ Đồng với cả nhà sẽ di chuyển nhé. Thì đây là con đường đi lên nơi an nghỉ của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì bây giờ Đồng với cả nhà phải di chuyển một quãng đường khá dài cả nhà. Lên mái tốt trên một đỉnh núi rất là cao. Thì ở đây là cái cổng vào. Thì ban đầu thi hài của bà Hoàng Thị Loan được mai táng ở núi Tam Tầng bên dòng sông Hương tại Huế. Thì năm 1922, hài cốt của bà được bà Thanh, tức là người con gái của cụ, đưa về nơi an táng tại vườn nhà mình ở làng Sen, Kim Liên. Thì năm 1942, hài cốt của bà lại được con trai Nguyễn Sinh Khiêm đưa lên cải táng tại ngọn núi Động Tranh Thấp trong dãy núi Đại Tuệ. Thì cả nhà muốn đi lên đây thì sẽ có một cái lộ trình tham quan. Ở dưới cùng là mộ cụ Hà Thị Hy, bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo ở giữa là mộ cậu Nguyễn Sinh Xin, là một người em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuối cùng ở trên cao nhất trên đỉnh núi là mộ của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì quãng đường đi khá xa cả nhà. Thì Đồng phải di chuyển một quãng đường rất là xa theo những cái cầu thang này cả nhà. Thì Đồng cũng là một người con sinh ra tại mảnh đất Nghệ An cả nhà. Thì lúc nhỏ thì thời Đồng học cũng được xuống tham quan ở Kim Liên Nam Đàn, nơi ngôi nhà của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng một hai lần. Ôi, đường lên đây ra cũng rất là xa. Thì cũng dịp này là dịp về Tết đó cả nhà. Thì Đồng muốn dẫn cả nhà đi thăm cũng như viếng mộ của người mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là bà Hoàng Thị Loan. Nghe Đồng nói, Đồng cũng biết rằng là ngôi mộ cũng rất là đặc biệt và nằm ở trên một đỉnh núi rất là cao. Thì phía xung quanh Đồng với cả nhà là những cái đồi thông, nhìn không khác gì Đà Lạt đó cả nhà. Và thậm chí những cái đồi thông ở đây còn đẹp hơn ở đồi thông ở Đà Lạt nữa, vì nó rất là tự nhiên. Thì leo được một quãng đường cũng khá khá rồi. Thì cả nhà với Đồng sẽ bắt gặp được mộ của cụ Hà Thị Hy, bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả nhà thấy khung cảnh ở đây hữu tình không cả nhà? Đây, trước khi đi lên phía trên kia là ngôi mộ của người em của Chủ tịch Hồ Chí Minh và người mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì Đồng với cả nhà sẽ quẹo qua bên tay trái này để viếng thăm ngôi mộ của bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước.
thì đường lên ngôi mộ của bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì được xây dựng cũng rất là khang trang cả nhà. Thì giới thiệu với cả nhà, đây là nơi an nghỉ của cụ Hà Thị Hy, bà nội của Bác Hồ. Thì ở đây đồng thấy một láng hoa của cháu Đại tá Cao Minh Huyền kính lễ, và rất là nhiều láng hoa khác ở đây. Mộ cụ Hà Thị Hy, bà nội Bắc Hồ. Thì con đường hiện tại Đồng đang di chuyển thì khá là yên ắng cả nhà. Tại vì cả nhà nhìn hai bên là những cái đồi thông không, không có một bóng người ở đây. Thì tiếp theo Đồng với cả nhà sẽ đến được ngôi mộ của ông Nguyễn Sinh Sinh, em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì Nguyễn Sinh Sinh thì tên thật là Nguyễn Sinh Nhuận, sinh năm 1900, mất năm 1901. Hay tên khai sinh là Nguyễn Sinh Sinh, là con trai út trong gia đình. Sau khi sinh ra, bà Hoàng Thị Loan bệnh nặng và qua đời. Nguyễn Sinh Sinh được gửi về quê ngoại Hoàng Trù để chăm sóc, nhưng vì ốm yếu nên đã qua đời mấy tháng sau đó cả nhà. Thì đây là đường lên ngôi mộ của ông Nguyễn Sinh Sinh, con trai út trong gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì sau khi sinh người em trai út của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sinh, thì bà Hoàng Thị Loan cũng mất sau đó. Và người em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì được gửi về chăm sóc nhưng mà cũng mất sau đó luôn cả nhà. Rồi bây giờ Đồng với cả nhà sẽ di chuyển tiếp tục để lên phần mộ của mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là bà Hoàng Thị Loan. Thì mộ của mẹ Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nằm phía bên kia cả nhà, cũng sắp tới rồi. Bên dãy núi bên kia, một nơi được xây dựng là khá trang nghiêm. Và Đồng thấy một điều đặc biệt cả nhà, ở nơi lên phần mộ của thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng được trồng rất là nhiều hoa dâm bụt ở đây. Giống như nơi ngôi nhà của bác năm xưa cũng trồng rất là nhiều hoa dâm bụt. Cả nhà nhìn ở đây được trang trí phong cảnh nhìn yên bình không cả nhà. Đây có một lối này cả nhà, lối đi lên. Nhưng mà ở đây Đồng thấy một cái biển đó là không đi lối này. Vậy cả nhà với Đồng sẽ được phải di chuyển qua bên này. Ôi, ở đây Đồng thấy một cái cây gì rất là cổ thụ này. Cây này không biết cây gì ta. Nhìn cái rễ, bộ rễ của nó này cả nhà. Ôi, phía dưới kia là một cái hố rất là sâu, giống một cái khe suối cả nhà.
Nãy giờ thì Đồng với cả nhà đi thì cũng đi lên được nơi an nghỉ của người mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì ở đây là từ cảnh từ trên xuống này cả nhà, ở trên một đỉnh núi. Nhìn xa xa kia vừa sương mù, vừa ở dưới kia có mây đen nữa cả nhà, nhìn rất là ảo diệu. Thì Đồng cũng thông tin với cả nhà, dãy núi mà Đồng đang đứng và trên ngôi mộ của mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang an nghỉ là dãy núi Động Tranh Thấp, thuộc trong dãy Đại Tuệ cả nhà. Thì Đồng giới thiệu với cả nhà, đây là nơi an nghỉ của bà Hoàng Thị Loan, thần mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một nơi an nghỉ cũng rất là đặc biệt, đặc biệt vì nằm trên một đỉnh núi rất là cao cả nhà. Đồng phải mất tới gần hơn 30 phút mới leo được tới đây. Thì trước khi vào phần mộ thì ở bên này Đồng thấy một tấm bia rất là lớn, tiểu sử của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Hoàng Thị Loan sinh năm Mậu Thìn 1868 ở làng Hoàng Trù, xã Trung Cự, nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bà được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nho học, vùng quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Thì năm 1883, sau khi xây dựng gia đình với ông Nguyễn Sinh Sắc, tức là người ba của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nho sinh nghèo, mồ côi, nhưng thông minh, có chí lớn, bà sinh được 4 người con, 1 gái, 3 trai. Bà là người phụ nữ cần cù, chịu thương, chịu khó, chu toàn với gia đình, nghĩa tình với quê hương, làng xóm. Thì điều đặc biệt đó cả nhà, nơi phần mộ của bà Hoàng Thị Loan thì có tới 269 bậc. Con số 69 là năm mất của Bác Hồ vào năm 1969. Lối xuống bên phải thì có tới 242 bậc. Con số 42 là năm ông Khiêm đưa thi hài cốt của mẹ về đây vào năm 1942. Thì phía trước phần mộ xuống bia sân thì ở đây cả nhà, thì có tới 33 bậc từ đây lên đó. 33 bậc ứng với con số tuổi đời của bà Hoàng Thị Loan. Thì bây giờ Đồng với cả nhà sẽ di chuyển lên đó nhé, coi ngôi mộ nơi an nghỉ của bà Hoàng Thị Loan thì có cái gì đặc biệt hay không. Cái đường Đồng với cả nhà đang di chuyển lên đây là có 33 bậc nhé cả nhà, là ứng với số tuổi của bà Hoàng Thị Loan. Thì trước khi quay về nơi an nghỉ thì Đồng xin phép cả nhà thắp cho bà Hoàng Thị Loan, người mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vài nén nhang nha cả nhà. Thì vừa rồi Đồng đã thắp cho bà Hoàng Thị Loan một vài nén nhang nhân dịp Đồng tới viếng thăm mộ nơi an nghỉ của bà dịp cuối năm. Bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868, mất năm 1901, là thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà là người con gái của cụ Hoàng Xuân Đường, được gả vào năm 15 tuổi. Sau khi chồng bà là ông Nguyễn Sinh Sắc, tức là người cha của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi thi ở Huế, vì khi đó nghèo khổ túng thiếu tiền bạc nên ngỏ ý mời bà lên kinh giúp ông học tập. Bà đã gửi người con gái đầu lòng của mình lại Nghệ An, rồi đưa hai người con trai là Nguyễn Sinh Khiêm 7 tuổi và Nguyễn Sinh Cung 5 tuổi cùng chồng vào Huế. Thì ở đây bà làm nghề dệt vải để trang trải cuộc sống vật chất cho gia đình. Nơi an nghỉ của bà Hoàng Thị Loan khi Đồng tới đây thì có rất là nhiều láng hoa, kính viếng. Và tới viếng mộ nơi an nghỉ của bà Hoàng Thị Loan, cả nhà với Đồng thấy này, rất là nhiều láng hoa.
Thì đây là di ảnh của bà Hoàng Thị Loan, một người phụ nữ được cho là vì gia đình, hy sinh vì chồng con hết mực. Một người phụ nữ đại diện cho người phụ nữ của Việt Nam. Thì vào năm 1900, sau khi sinh người con thứ tư là người con út Nguyễn Sinh Thuận, do cuộc đời trải qua nhiều vất vả khó khăn nhọc nhằn trước đó nên bà Hoàng Thị Loan sinh bệnh rồi mất vào ngày 10 tháng 2 năm 1901. Lúc ấy thì chồng và con cả của bà đang ở Thanh Hóa, chỉ có cậu con út Nguyễn Tất Thành, khi đó mới 11 tuổi, là Hồ Chí Minh sau này đứng ra làm chủ tang cùng chôn cất mẹ khi ngày Tết đang đến gần. Năm 1922, hài cốt của bà được người chị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưởng nữ là Nguyễn Thị Thanh, đưa về an táng tại vườn nhà mình ở làng Sen, Kim Liên. Năm 1942, thì được cải táng tại núi Động Tranh Thấp thuộc dãy núi Đại Tuệ, là nơi hiện tại này cả nhà. Năm 1985, nhân dân và chính quyền địa phương xây dựng lại khu lăng mộ dành cho bà. Thì cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan thì gắn liền với sự tạo tần, hy sinh vì chồng, vì con, yêu thương chồng con hết mực, là người phụ nữ đại diện cho người phụ nữ Việt Nam thời bấy giờ. Thì trên nơi an nghỉ của bà Hoàng Thị Loan thì cũng giống như nơi sinh ra và lớn lên của bà, thì được ở đây được trang trí rất là nhiều sen đấy cả nhà, bông sen, búp sen. Thì phía dưới này là phần mộ của bà Hoàng Thị Loan. Thì khi Đồng đến đây thì có cảm giác gì đó rất là trang nghiêm. Hiện tại, Đồng với cả nhà đang có mặt nơi an nghỉ của bà Hoàng Thị Loan, người mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bà Hoàng Thị Loan trước kia hay bây giờ cũng là một hình ảnh đại diện cho người phụ nữ Việt Nam hiền hậu, trung hậu, yêu thương chồng con hết mực. Thì nhân dịp cũng gần Tết rồi thì Đồng muốn tìm tới đây thăm lại mộ của bà Hoàng Thị Loan, cũng như thắp cho bà một vài nén nhang. Thì khi Đồng đến đây thì thấy ngôi mộ cũng rất là đặc biệt. Đặc biệt tại vì là nằm trên một dãy núi rất là cao. Và khi nhìn xuống dưới kia thì cả nhà với Đồng có thể nhìn thấy hết toàn khung cảnh của bà con sống dưới kia. Đó, phía dưới kia cả nhà. Xa xa kia là nơi sinh sống của rất là nhiều bà con ở đó. Thì phần mộ cũng hướng về phía bà con nơi làng Sen Kim Liên. Ở đây thì cây này cũng có một cây xoan đâu rất là cổ thụ này cả nhà. Thì xung quanh đây thì Đồng thấy là đa số là những cái vườn thông, đồi thông cả nhà. Từ trước ra sau chủ yếu là những cái đồi thông rộng mênh mông. Phía sau này cũng vậy này. Những cái rừng thông bao la bát ngát trải dài trên kia. Thì nhân dịp được về quê ăn Tết, Đồng muốn tới phần mộ của bà Hoàng Thị Loan để giới thiệu cho cả nhà biết được nơi an nghỉ của người mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, và giới thiệu cho mọi người biết được những cái thông tin cũng như phần mộ của bà Hoàng Thị Loan. Chắc Đồng xin phép kết thúc video tại đây. Đồng hy vọng được quý cô chú, anh chị yêu mến và ủng hộ Đồng nhiều hơn trong thời gian sắp tới, cũng như có những phần bình luận ở dưới video góp ý để Đồng hoàn thiện ở những video tiếp theo. Đồng kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng nhé. Đồng chào cả nhà.